Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ, đặc biệt là những cái món độc là có giá trị sưu tầm. Thì nằm trong những cái món hàng đó thì hôm nay có giới thiệu anh em một con âm ly đến từ hãng KLH model 71. Thì có thể là đối với nhiều người thì nó là rất là lạ, nhưng mà trên kênh YouTube của Khôi thì đã bán rất nhiều năm nay. Anh em có thể vào để xem cái model này, xem những cái model khác có 51 rồi 71 rồi vân vân. Nói chung là có rất nhiều cái model tôi đã từng bán qua, và hầu như những con âm ly này khi mà đến tới người chơi thì họ vẫn chơi và sử dụng rất nhiều năm. Tới bây giờ nhiều người còn phản hồi là vẫn sử dụng nó, mặc dù có rất nhiều, đã bán đi rất nhiều nhưng mà vẫn dùng nó đẹp. Thì mình nó có những cái gì hay điều gì cùng với Khôi mình sẽ khám phá ha. Đầu tiên là nó đẹp anh em. À, nói gì nói chứ thiết kế rất là đẹp, nhìn rất là bắt mắt và sang trọng anh em. Đây. Vẫn là radio 1600 1800 anh em. Đó, nhưng mà nhìn các cái núm này, anh thằng nhìn rất là chất lượng. Đó, mặt mũi rất là đẹp, phay ha. Rất đẹp, rất tuyệt vời. Đây. Vỏ gỗ ha, vỏ gỗ. Nó rất mộc mạc. Để anh em xem này, mặt nó rất là sáng. Trên này nó có vài chỗ nó hơi bị cắn tí này, bị cắn tí. Nhìn xa không thấy nhá, nhìn xa là không để ý, đặc biệt là chụp hình không nhìn luôn, nhưng mà quay gần này, nếu là đưa mắt gần á thì mình sẽ thấy trên cái vầy này này đó ha. Rồi có vậy thôi, còn toàn bộ rất đẹp. Nó là nắp gỗ ha, nắp gỗ vỏ luôn chứ không phải nắp đâu, cả nguyên cái vỏ luôn ha. Rồi đây, phía sau này là các cái thông số của nhà sản xuất ha, cọc loa tín hiệu vào, cọc chì vân vân. Thì tí nữa con sẽ tháo nắp ra rồi con sẽ nói rõ hơn luôn, thì lúc đó đây sẽ rõ hơn ha. Công tắc nguồn nằm trên này nè, tích hợp trên này nha, công tắc nguồn nằm trên này luôn, các cái đầu mị nó rất là cao cấp ha, tích hợp luôn ha. Đó, đó mình mở trên này luôn ha. Rồi ok, đó là về hình thức, về cái hình dáng. Cái này là size 42 nè, à 44, cả cái vỏ gỗ ngoài nữa. Còn về cái chiều cao con này nó cũng dày nè, mình cũng có thể trưng bày rất là đẹp ha. Vỏ gỗ anh em có thể kê các cái đồ khác lên vô tư ha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ tháo ra anh em xem ruột gan bên trong. Đây mọi người, Khôi vừa tháo ra anh em cùng xem, mà thật sự đẹp ghê lắm, ruột gan của nó là kinh khủng ha, chưa thổi bụi luôn. Đó, mà nó đẹp như mới luôn anh em. Đó thì nhưng Khôi đã nói rồi là những cái món hàng này là mình mua, mình ship về mang cái tính sưu tầm rất cao vì nó phải đẹp nha. Đó, anh em cùng xem rất rất đẹp ha. Đang phô vàng này nè, vàng là nó cái biểu tượng của cái 7825 mã cái biểu này á, mà những cái con mà nó có cái nguồn vàng nó giá trị lắm, nó cao hơn những cái con tăng phô nguồn đen ha. Đó, còn mấy cái con này thì mình không có quan tâm. Rồi nên thấy này, sườn vàng vân vân ha. Thì cái con này nó là dòng được sản xuất tại Nhật, như cô đã nói rồi, thì nó là được thiết kế theo dạng xuất ống tù anh em, xuất ống tù ha, tù nguồn. Tù nguồn thì phần sử dụng là cái tù của hãng Elna ha, Elna. Còn tù công suất anh em, đây là cái bao công suất này, nó sử dụng bốn cái sổ than anh em, bốn sổ than, và hai cái tù công suất nó sử dụng của hãng tù Unicorn, một trong những cái thương hiệu cao cấp lúc bây giờ. Đó. Thì cái con này anh em thì nó sẽ không có bạo lực nhưng mà tiếng nó hay, độc đáo vậy nè. Đây nè, thì mình nhìn qua đây mình thấy nè, đây KLH Resort ha, đó Den & Blipman này, nó là USA nhưng mà cái đời này thì nó là được sản xuất tại Nhật anh em ha. Đó, vẫn sử dụng điện 120V đây nè, công suất thì 90W. Đó, 90W thì đây là công suất tiêu thụ thôi, công suất ra loa thì nhỏ hơn, và nó được thiết kế theo hai cầu loa main hoặc là remote. Mình đang cầu ở dưới, còn cầu này là sử dụng jack sen này. Đó. Còn anh em thấy các cái đồ mị không, có hai cái cầu bảo vệ loa tiêu chuẩn ha, speaker left right nè. Đó. Còn đây là cầu chì nguồn thì mật thứ là đều hoạt động tốt, cơ bản nó vậy, radio bắt nét luôn nha. Đó. Rồi ok, thì về cái mức giá anh em thì cái con này nó sẽ là một cái phương án thay thế cho những anh em nào đến R4, đến các dòng loa KLH nha. Nó sẽ nó đến KLH rất là hay, chắc chắn nó đến được, tại vì những cái dòng 70, 50 hay là
là Tuti vân vân thì Khôi cũng đã từng bán rất nhiều. Anh em để ý thì anh em sẽ thấy là những cái model này là Khôi chuyên bán này nha, rất hay. Đây là cổ là cực kỳ đẹp, cực kỳ hay luôn. Anh em thiết kế rất là đẹp ha, các cái núm này rất đẹp. Thì như Khôi đồ nói có một vài cái chỗ nó bị hơi chạy chút xíu, vì này là được hàng công, mình không không có về e-bay được. Tại vì nếu ship về e-bay á thì chắc chắn là về là khỏi bán luôn, vì tiền tiền ship nó rất là cao. Đó. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Khôi. Bây giờ mình xem nghe trước thử chất âm, rồi mình nghe thấy hay hợp lý á thì mình sẽ xem giá mình cuối clip ha. Nhưng mà anh em yên tâm là giá rất rẻ luôn, cực kỳ rẻ luôn, nó rẻ hơn cả mấy cái con Samsung 607 mặt đen anh em của Nhật á, rẻ hơn luôn ha. Nhưng mà đánh được La Mỹ, đánh được các dòng đồng trục Fringer vân vân. Rồi ok nè, thì hiện tại là Khôi mở cái máy gió, máy máy quạt với máy lạnh hơi hơi lớn tí nha, nó có cái tiếng gió nha. Còn máy móc thì độ bán dẫn thì hoạt động ổn rồi, anh em không phải lo ha. Rồi. Còn gì đẹp hơn những ngày bên hai đứa chung vui ý hợp tâm đầu. Anh nhớ chăng anh mỗi độ hoa đào mình hòm ước đến mai sau nhặt hoa kết áo nàng dâu. Mình thường chờ nhau những ngày mưa xa nhau. Hai đứa mai nơi cũng một tấm sâu. Anh hỡi bên đây vẫn nhiều hoa đào mà người cũ đã đi đâu. Để cho duyên lỡ đi tàu. Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau hai đứa chung vui hợp tâm đầu. Anh nhớ chăng anh mỗi độ hoa đào mình thầm ước đến mai sau nhặt hoa kết áo nàng dâu. Mình thường chờ nhau những ngày mưa bạt mãi đâu em ơi. Đời em bao ngày nắng mưa dãi dầu. Về đây em có bàn tay nhỏ đến thâu. Đốt đèn chấm lửa cho nhau, quên chuyện đắng cay cơ cầu. Còn gì buồn hơn những ngày xa nhau.
thật sự là đáng đánh với một cái cặp loa đồng chụp Nationan đến từ của Nhật, nghe hay lắm rồi, nghe kinh khủng luôn. Nhưng anh em nào mà đang có những cái cặp loa lớn hơn thì chắc chắn sẽ hay hơn ha. Rồi nói vậy để anh em biết yên tâm mà mua, khẳng định với anh em là hay, nói sai hoàn tiền luôn. Còn mà anh em gọi là không thích thì cũng trả lại cho tôi cũng được nữa. Nói vui thôi chứ nó xứng đáng để anh em chơi đó nè. Nói thật đó, thì cái con này á Khôi mua theo dạng sưu tầm nên bất chấp giá cao giá thấp gì cũng mua hết vì nó hiếm và đặc biệt là đánh để phục vụ em đến lá cổ ha. Rồi sau khi mà trừ chi phí ship nè, dọn vỏ xì ba cho đẹp nè, rồi dọn vệ sinh tất thì không hao hết, lời nhận rất là thấp luôn, chắc chắn luôn anh em. Mức giá để anh em sở hữu con âm ly này 7.500.000, khẳng định với anh em là mức giá rất tốt trong cái tầm tiền mà nó mang lại. Xuất âm tù mà sầu than tiếng rất hay, đồ mị mà giá như này thì gọi là bèo anh em ha. Rồi giá này thì Khôi chuyển khoản đủ thì Khôi bao ship tận nơi, còn ship code thì cọc trước Khôi 30%, phải còn lại bưu điện thu hồ anh em tự trả phí ship và phí dịch vụ nhé. Ở Sài Gòn anh em ghé lấy hoặc cho địa chỉ mình mang tận nhà. Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại, nhớ đăng ký kênh cùng như bật chuông để theo dõi những cái sản phẩm mới Khôi đang làm ngay.